Chào anh chị nhá. Em nhập bên công ty TH Việt Nam Tuấn Yên Chi. Hôm nay là bên em đang đi cắt cỏ ở nhà máy Tây Xúc 3 ở Hưng Yên anh chị nhá. Ở đây là khoảng 20.000 mét anh chị ạ. Rất là rộng. Anh em cứ cắt đi nhá, tí nữa em mua nước với cả mua cơm cho anh em ăn. Dạ. Anh cứ cắt đi, tí em mua nước để mua cơm cho anh em ăn. Dạ. Mua nước để mua cơm. Cứ cắt đi, tí nữa em mua nước để mua cơm cho anh em. Dạ. Nhá, anh nhá. Hôm nay em mời anh em. Em mời anh em hôm nay. Dạ. Vâng. Dạ. Mai nếu mà em xuống em lại mua tiếp. Quay video thôi. Đấy, hôm nay là ngày 13 tháng 8 anh chị nhá. À, cái cắt cỏ này phải cắt trong khoảng tầm 5 đến 7 ngày mới xong. Lần trước cắt lỗ là lại cắt lái chị ạ. Cỏ quấn vào máy đang bị thui tắc. Thì lỡ em sẽ ra mua nước. Rất là sắc bén.
được rồi. Rất là cố gắng. Anh chị là có nhu cầu bắt cỏ ở bên em nhá. Đấy, bãi cỏ rất là rộng. Bãi cỏ rất là rộng anh chị nhá. Này không biết bao giờ cắt xong đây. Nước này. Rồi, cảm ơn em đã xem video của bên PVH Việt Nam nhé. Nắng quá em phải đứng ngoài cho mát. Bãi cỏ rất là rộng. Người phút mà cắt được có một đoạn này thì hôm nay em mang toàn những chiến binh thôi anh em ạ. Anh em cắt nhá, để em đi mua nước nhá. Cắt khỏe lên, để em đi mua nước.
Để mua nước tí nữa còn đi mua cơm sau nhá. Đỡ phải ra ngoài cho đỡ mệt. Cái này không kiểu như cắt là cái cỏ bên này nó mỏng hơn, đang đi cày quá. Đây này không không bơm nát ra, không muốn không cơ cắt được.